Mến chào các bạn, quay trở lại kênh của mình nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mô hình trồng điên điển của mình nha các bạn ơi. Mô hình trồng điên điển Thái của mình nè các bạn. Điên điển Thái mình trồng được tháng rưỡi các bạn ơi. Nó được cây, nó được ba lớn nè. Mình vừa ngắt nọt nó 4-5 ngày, nó đâm chèo đâm được ra nè các bạn. Các bạn thấy không? Rất là nhiều nữa các bạn. Để mình đi vòng vòng mình quay cho cái đám điên điển Thái cho của mình cho các bạn xem nha các bạn ơi. Điên điển Thái này trồng có bông quanh năm nha các bạn. Mà em mình tìm hiểu chứ mà mấy anh chia sẻ thì điên điển Thái mình trồng khoảng 3 tháng này có bông rồi các bạn ơi. Thì để đây, mình theo dõi và thứ có đúng như vậy không? Thì tại vì mình mới trồng đầu tiên các bạn, cây đang phát triển xanh tốt các bạn ơi. Hôm rồi mình ngắt đọt nó mình cũng mới bỏ phân nó các bạn, độ phân mình bỏ là 20-20-15 các bạn. Đây nè các bạn, các bạn thấy nó cây nó đâm nhánh ra sao sợ không? Cây 1 nhánh, 2 nhánh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nhánh nha các bạn. Ở dưới 2 nhánh là 11. Cây này nó phát triển tùm nè các bạn. Cây nó phát triển rất tốt rồi, nó đang ăn phân, nó phát triển rất tốt các bạn. Mô hình trồng điên điển Thái các bạn. Tại vì cái vùng mình điên điển nó có bông theo mùa các bạn ơi, mùa bắt rồi về nó mới gió bắt rồi về nó mới có bông các bạn. Mà ở đây thì điên điển lúc nào cũng có giá chứ các bạn ơi. Mình có cũng có đi bán bồn bồn ở ngoài chợ các bạn, ngày nào cũng đi bán nha. Cho nên là mình thấy điên điển này, bông điên điển mà chợ ở khu vực mình đó nha các bạn, ở đâu mình không biết nha các bạn, với khu vực mình thì nó hơi hiếm nha các bạn ơi. Do đó mình tìm hiểu mình trồng thử cái loại điên điển Thái này các bạn, thì mình cũng nghe nói nó có bông quanh năm đó. Nếu mà được vậy thì mình trồng mình bán thì rất là hợp lý các bạn, rất là có giá các bạn ơi. Các bạn thấy không, ngày nào cũng nói tốt như sợ. Thì mình trồng là mình trồng mỗi mỗi một gốc tới 3 cây các bạn ơi, 3 cây nè, 3 cây mình ngắt được rồi, ngắt đột rồi để cho nó đâm tược đâm chèo các bạn, để cho nó phát triển lên nhiều nhánh thì mới có nhiều bông các bạn ơi. Thì cái chất cách trồng của mình là như vậy các bạn, mình trồng là một lỗ như là 3 cây các bạn ơi, phân mình bỏ nó còn ăn chưa hết này các bạn, 3 cây. Còn có khoảng cách mình trồng á, từ cái cây này sang cây kia nghe các bạn là 2 mét nữa các bạn ơi, khoảng cách cây này cách cây kia là 2 mét. Các bạn thấy cái bụi này tốt không? Tốt ghê chưa các bạn? Tốt còn phát triển ghê các bạn. Cái này mình mới trồng khoảng tháng rưỡi các bạn ơi, mà phát triển được gì là mình cũng thấy an tâm lắm rồi các bạn. Mình thấy tốc độ phát triển nó tốt rồi. Thì tuy nhiên thì trong một đám của mình 400-500 cây thì không phải bụi nào cây nào cũng được như vậy các bạn. Thì trong đó cũng có một số cây bự như gì, thì đa số là cây bự như vậy nhiều, còn cũng có một số là cây nó cũng nhỏ nhỏ các bạn ơi, nó cũng chưa phát triển. Thì mình cũng đang bỏ phân đó, mình thúc nó đang cho nó phát triển đồng đều các bạn. Mình thấy không, bụi nào bụi nấy nó phát triển rất là tốt các bạn. Trồng mới gốc cây 3 cây các bạn, phát triển rất là tốt. Đây nè các bạn, ở đây mình tận dụng mình trồng nhiều các bạn ơi, ở dưới mình trồng bồng bồn nè, ở trên mình trồng điên điển. Tận dụng đang có mặt hàng mới lạ mình đi chợ các bạn, nó không có vội chợ, chứ mình trồng mấy mặt hàng truyền thống quá thì nó bán nó ra chợ nó đụng nhiều quá mình không có giá các bạn ơi. Ví dụ như bí nè, bí bầu dừa đó, ký có mấy ngàn các bạn, trồng bán ký có mấy ngàn, bán tính ra không có tiền bạc chứ các bạn. Còn điên điển này hiện giờ 1 ký 40 ngàn các bạn ơi, 40 ngàn 1 ký các bạn.
40.000 là tại chợ nó bán 40 hoặc 50, nó bán cho người ăn các bạn. Còn ở cân của mình á, cân của mình nó khoảng 30 rồi các bạn ơi, 30 mà tại mình có hỏi giá rồi các bạn, nó cần có 30.000 các bạn. Thì 30.000 mà đầu tư 1 kg 30.000 thì là ngon các bạn ơi, giá nó ổn định rồi đó, nó đang phát triển rất là tốt nha các bạn. Thì khoảng cách mình trồng là cây cái cây bụi cách bụi là 2 mét nữa các bạn. Này các bạn, đây mình trồng 2 hàng các bạn, đây nè, trồng 2 hàng, 2 hàng này khoảng cách nó cũng 2 mét nữa các bạn ơi. Các bạn, cây đang phát triển tốt không các bạn? Thì các bạn xem kênh mình theo dõi thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có nhiều động lực để tạo ra nhiều video mới về các mô hình kinh tế mà ăn có hiệu quả nha các bạn. Thì mô hình này mình cũng mới, mô hình trồng điên điển mình cũng mới trồng các bạn ơi. Thì để mình trồng thời gian đi, mình coi đến nó bán buôn như thế nào, rồi bông đồ nè, bông trái này ra làm sao, rồi mình sẽ chia sẻ các bạn nha các bạn. Thì trong quá trình làm đó, mình tới đâu thì mình chia sẻ các bạn biết tới đó. Tại vì mình này mình chưa cũng chia sẻ thực tế các bạn ơi, thực tế mình làm sao mình chia sẻ vậy đó. Này các bạn thấy cây tốt không? Đó, cây cách cây là 2 mét nha các bạn. Có bụi này thì nó cũng phát triển chậm rồi các bạn, cũng tùy theo bụi các bạn ơi, chứ không phải mà cây nào cũng tốt đâu, như cây này tốt nè, mấy cây này phát triển rất là tốt rồi các bạn. Thì cũng tùy theo bụi nha, chứ không phải bụi nào cũng vậy các bạn ơi. Thì đây là cũng là mô hình mới nha các bạn, mình cũng đang thực hiện mà đang làm để thử coi hiệu quả kinh tế như thế nào. Thì chủ yếu mình trồng mình tận dụng trên bờ vuông tôm của mình không các bạn ơi, thì thời gian nhàn rỗi đó mình làm hàng ngày các bạn, mình kiếm thu nhập. Rồi ở đây là bồng bồn của mình nè, hàng ngày mình nhổ bồng bồn mình đi chợ, kèm thêm mấy cái loại hoa màu này nè, bầu bí nè các bạn, rồi trồng thêm điên điển nè. Dưới cặp mé mình có trồng môn thái đó, môn thái lấy ngó đó. Điên điển này thì ở mấy tỉnh vùng trên An Giang đồ Đồng Tháp với trồng nhiều hơn các bạn ơi, người dân giờ đã trồng trên đất gãy luôn các bạn. Thì mình tìm hiểu mình thấy bà con của bác mình có trồng trước đó, người ta nói thì nó cũng có lợi nhuận cũng cao các bạn, nó mang lại giá trị ổn định hàng ngày cho gia đình đó các bạn ơi. Cây nó phát triển rất là tốt nha các bạn, thì mình cũng có tìm hiểu qua rồi, mình thấy nghe nói thì nó hiệu quả thì mình trồng thử làm sao, bây giờ tận dụng diện tích đất mà mấy cái tỉnh trên An Giang Đồng Tháp đó, thì thấy cô chú mình trồng là trồng chuyên canh nữa các bạn ơi, trồng xuống ruộng mình trồng luôn á, tại vì trồng mấy loại hoa màu biết là trồng hiệu quả kinh tế nó không cao á, rồi ta thay đổi phương thức, thay đổi giống cây trồng nè, thì cũng mang lại hiệu quả tốt đó, khả quan đó. Thì cũng tùy theo dùng thì theo địa phương. Thì ở đây thì theo mình ra chợ mình quan sát thì cái lượng bông điên điển rất là ít nha các bạn, ít mà nó có thì nó có cũng theo mùa thôi các bạn ơi. Còn cái loại này thì các bạn, cái loại này đã có bông quanh năm các bạn, mình trồng đúng 3 tháng là nó sẽ có bông nha các bạn, chứ không nhất thiết là phải gió bấc hay là mùa lạnh mùa nắng gì, nhưng các bạn ơi trồng đúng tuổi đúng 3 tháng là có bông bông quanh năm. Cái này mình trồng theo mình nghĩ mình trồng xen kẽ được các bạn, các bạn trồng một thời gian chừng 3 tháng bắt đầu các bạn nó có bông nha các bạn, để các bạn ươm cái cây con nha các bạn. Các bạn trồng thêm ươm cây con, các bạn trồng cây con nữa thì cái này ăn được thời gian mà nó xuống rồi nó qua đợt bông đó các bạn,
là cái cây kia, cây con mình nó phát triển lên thì nó có bông nữa các bạn, chứ mình không cần phải đợi tới mùa để dụ chứ nghe các bạn ơi. Các bạn thấy cây nó phát triển rất tốt không? Video mình chia sẻ về cây điên điển của mình đến đây mình xin tạm dừng nha các bạn. Thì trong quá trình trồng và chăm sóc thu hoạch như thế nào thì mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn xem các bạn ơi. Rồi video hôm nay xin kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.